Cơm chín rồi. Có canh thì mới nấu. Không có canh thì ăn với mắm hả? Nhà còn mắm không em? Con nữa, chút xíu mâm đêm. À còn có chút xíu vậy thôi hả? Cơm thơm quá. Sắp chín rồi em ha. Sắp chín rồi. Swag Vlog mến chào cả nhà thân thương đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ video ngày hôm nay nha. Hôm nay Swag lại tiếp tục đi lên rừng, lên núi tìm hiểu đời sống bà con người đồng bào Đắk Lây miền núi để chia sẻ đến cả nhà theo dõi của màn ảnh nhỏ ha. Swag cũng tìm hiểu và được biết là anh chị ở đây có ba người con cả nhà, gia đình cũng rất là khổ và khó khăn. Bây giờ mình vào mình cùng tìm hiểu nha cả nhà. Gia đình 5 người mà ở trong cái căn nhà này có chút xíu thôi. Hồi nãy Xuân bắt vào trong mình ngó có một cái giường rất là nhỏ luôn. Thì không biết là họ sống và sinh hoạt như thế nào. Bây giờ mình vào tìm hiểu nha cả nhà. Dạ em chào chị. Dạ. Chị cho em đeo cái này chút xíu cho chị nha. Sáng giờ chị làm gì ở nhà vậy chị? Đây là con chị hết hả? Dạ ba đứa con chị. À. Đây là chị. Đây là chị của chị. Dạ. Chị hai. Chị ở gần đây hả? Dạ. À. Nhà ở trên ngoài ngoài cái sườn núi ngoài kia hả? Dạ. À dạ. Con chị là ba đứa là mấy tuổi rồi? Một đứa là học lớp 5 một đứa, lớp 3 một đứa, lớp 1 một đứa. Đang còn đi học hết hả chị? Dạ. Dạ. Chị cho em biết tên chị đi. Chị Châm tên Lé, Châm Lé Thị Thêm. Chị tên gì? Châm Lé Thị Thêm. Chị Thêm. Dạ. Thêm hả chị? Dạ dạ. Thêm hay là Thêm? Thêm. Thêm. Dạ. À chị Thêm. Chị Thêm năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi chị? Sinh năm 93. Sinh năm 93. Dạ. À. Chồng chị bao nhiêu tuổi? Sinh năm 91. À hai vợ chồng đang còn trẻ. Vậy thì số mất gọi bằng em. À, chồng em đâu? Đi chắc lá cho ngành ăn mới đi à. Đi cắt lá. Dạ. Cho ở đây á, trên này người ta gọi con dê á, là con ngạnh nha cả nhà. Đi cắt lá cho ngạnh ăn. Dạ. Đi lâu chưa em? Mới đi à. Mới đi hả? Dạ. Rồi sáng giờ mấy mẹ con ăn sáng gì chưa? Chưa, còn ăn rồi sáng ăn cùng canh chua á. À. Cái công việc hàng ngày của vợ chồng em ở trên này á là mình làm gì em? Không có công việc làm, chừng nào cà phê chín thì làm đi hái cà phê, không có việc làm ở nhà, không có việc làm. Khi nào cà phê? Khi nào cà phê chín thì chín. Đi hái cà phê. Đi hái cà phê. Dạ. Hai vợ chồng đi luôn hả? Hai vợ chồng đi, chừng nào cà phê chín á. Hái ở đâu lận em? Ở Lâm Đồng nhé. Ở Lâm Đồng. Hai vợ chồng đi hái cà phê ở Lâm Đồng. À, mình đi làm như vậy, xa như vậy thì mình lên đó mình làm đó. Là mình làm công, người ta trả công cho mình ha. Dạ. À. Người ta trả cho hai vợ chồng em là theo tháng hay sao? Tôi theo hai tháng thì tôi theo hai khoán thì theo à. Tôi theo hai à. Hai khoán. Khoán hả? Dạ, hai khoán. Nhưng mà hai tháng thì trả tiền tháng, tháng con gái nó có tiền bao nhiêu thôi, giá cứ bùng tiền mấy à, con gái à. Con trai thì sao 3 triệu, con trai con gái thì 4 triệu mấy con gái. Gái là 4 triệu mấy, con trai là 6, 7 triệu. Dạ. À, một năm á, vợ chồng em đi hái cà phê được mấy đến mấy lần? Đi có một năm, năm nay thôi để rồi ạ. À, một năm, năm coi như mình đi có một lần thôi. Đi một lần cà phê đi có được một tháng đâu, đi cả nửa tháng à, đi mấy ngày à. Đi được có mấy ngày thôi? Đi mấy ngày hết, cả ít lắm. Cả ít lắm hả? Là mình hái xong bây giờ mình về nhà rồi. Hái xong rồi về nhà chứ.
Cái đợt vừa rồi hai vợ chồng em đi là được bao nhiêu tiền? Cao nhất là 10 triệu cao nhất á. Cao nhất luôn. Tăng còn tiền cơ cơ tờ tiền cơ 9 triệu à. Có 9 triệu thôi. Dạ. Là trừ chi phí thì còn có 9 triệu thôi hả? Dạ. Cả hai vợ chồng luôn. Thai khoáng thì ăn chỗ đó có ta tiền xe đâu mà tờ tiền xe là tờ ta y á. À, tự trả đi. Dạ. Chủ người ta khoán nhưng mà người ta không trả tiền xe cho mình đi. Dạ. Tự bắt xe đi lên Lâm Đồng rồi bắt xe về. Là trừ hết chi phí đi là vợ chồng còn 9 triệu. Dạ. 9 triệu là mình đủ sinh hoạt là gia đình không em? Dạ. Mà ê ồ. Thôi gặp cà. Gặp cà rồi gặp lê. Gặp lê hả nhá? Gặp lê hả nhá? Hello, anh thì em tận á. Anh nghe, em nghe anh hỏi không? Nghe. Anh hỏi là 9 triệu đó. Dạ. Mình về mình sinh hoạt gia đình á. Có đủ không em? Không có đủ. Ba đưa tiền nộp thầy cô nữa, tiền ăn sáng chiều trưa nữa, không có đủ. Ba đứa con em đi học. Dạ. Là mình phải đóng tiền hả? Phải đóng tiền, tiền bảo hiểm, tiền các loại tiền đóng, tiền sách vở, các loại thầy cô dù đóng thì đóng hết à. Ừ. Rồi đủ tiền đóng học cho con không? Đồ ăn bữa, đồ tháng, đồ ngày là ăn một bữa, ăn một bữa xuống 2-3 ngày thì hết để mua gạo. Ăn, hoặc là đóng tiền, giờ là ăn sáng, ăn trưa, đi học, áo quần nữa, đóng tiền áo quần nữa. Không đủ. Không có đủ. Không đủ thì hai vợ chồng em lấy tiền ở đâu? Chồng đi kiếm mua cà phê thì đi chung á, nếu mà mua tiêu, mua gì, cao bung, cao gì đi một mình chồng á. Thì vợ con à, đi mua cà phê thôi đi chung á. Ừ. Nếu mua tiêu hoặc là bấm canh, bấm gì đi làm việc, làm lại việc đủ công việc có, cũng như ông chủ có công việc làm thì đi kêu thì đi một mình chồng à. Nếu mua cà phê thì đi chung à. Mùa tiêu là chồng em đi làm có một mình thôi. Dạ. Còn mùa cà phê thì đi chung vào à. cái tuần tháng cà phê á, là hai vợ chồng đi chung. Dạ. À, một mình em là ở nhà chăm con hả? Dạ. Rồi ví dụ như là hai vợ chồng đi hết á, thì con cái rồi sao? Ở nhà mình hả? Ở nhà chứ, mẹ con. Còn đi học mà nếu mà mua cà phê thì đi, không mua cà phê thì ở nhà không có việc làm gì, ở nhà không. Hiện tại ở nhà là gia đình em có nuôi cái gì ở nhà không? Nuôi ngoài con ngạnh ra là có nuôi gì nữa không? Không, cũng có một con ngạnh thôi, không có nuôi gì hết. Có một con ngạnh thôi hả? Dạ. Em dẫn anh ra anh xem tí được không? Đi. Mình đi ra ngoài cái chuồng chuồng ngạnh của gia đình em. Xem tí nha cả nhà. Ở nhà là mình chỉ có nuôi ngạnh, nuôi dê thôi hả em? Dạ. Mình có nuôi bò gì không? Không. Không hả? Dạ. Trời ơi, cái này lên cao dữ vậy. Nó không đi kêu. Ây dạ. Nó la sao hồn nhỉ? À, em nuôi ngoài này ha. Dạ. Thế ba con nè. Mấy con em? Mua bữa mua con này 1 triệu bảy nè. Cái con này con mẹ này không à? Hai đứa này con này không à? Dê này là mình mua hay sao em? Mua á. Mua mình một mua. Con ngăn mẹ này nè. Này là con này con ngăn ở đó. Cái này mình mua hay là nhà nước hỗ trợ? Không có hỗ trợ, mua. À, tự mua. Dạ, đi làm có tiền thì mua à. À. Có nhà nước hỗ trợ đâu. Một con mình mua bao nhiêu tiền em? Một con 1 triệu bảy. Một con 1 triệu bảy. Mình lúc con mua ngắn nè, bữa thì không có cỡ ngắn nhỏ chút xíu à. Nhỏ chút xíu, 1 triệu bảy. À. Em nuôi ba con này là lâu chưa đây? Lâu rồi. 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Dạ. Rồi mấy cái ngày mà hai vợ chồng đi làm đó. Ơ chú chào con.
chào chú. Con trai em hả? Dạ. Nhóc này là thứ mấy em? Út nè. Út hả? Dạ. Hôm nay mấy bé không đi học hả em? Thứ bảy đi nghỉ. À, thứ bảy nghỉ. Dạ. Hôm nay thứ bảy rồi nha. Dạ. Xuân Bắc đi lên trên này quay á, ngày nào cũng đi quay, đâm ra mình cũng không có nhớ ngày tháng luôn cả nhà. Thứ bảy chủ nhật là các cháu nghỉ. Nghỉ. Ở nhà. Thứ hai thì mai nghỉ múc hoặc là. À. Về về nhà là hai vợ chồng chỉ có nuôi ngạnh thôi. Dạ, con có nuôi gì hết. Heo con à. Ngoài nuôi ngạnh ra là mình không làm gì hết. Không có làm, con có việc làm gì đâu mà. Không có việc gì làm luôn. Không có việc làm, chừng nào có ông chủ ở Đồng Đồng kêu thì làm, không có ông chủ kêu thì không có làm, không có việc làm à. Mình có làm cái gì trồng ở trên núi không em? Không. Không hả? Không có làm trên núi. À. Từ hồi giờ là hai vợ chồng là chỉ có đi làm cà phê thôi. Thì hai cà phê thôi, nếu mà mua cà phê thì đi, em không mua cà phê thì ở nhà. Nếu mà chỗ kêu chọn đi thì đi một mình chọn à. Ờ, em ở nhà chăm con. Em ở nhà nuôi con à. Hai vợ chồng em ở đây lâu chưa? Lâu rồi, lúc Út nó chưa học mẫu giáo nè, lớp 1 rồi, lớp rồi á. Ừ. Còn Út nó chưa có học à. Lâu con Út nó 3 tuổi. Út nó 3 tuổi, vừa lớp 1 rồi. À. Em đứng lùi ra đây nè. Đứng lùi ra đây anh trò chuyện tí xíu nha. Chồng em đi hái lá cho ngạnh anh thì khoảng mấy giờ về? Biết. Chưa, không biết là. Đi lên trên núi hái hả? Dạ. À. Nuôi 3 năm rồi. Ừ, 3 năm rồi. Dê này là mình nuôi, mình bán hay sao em? Bán mà người ta hỏi bán biết là không có bán, bán là dê nào nuôi nữa. Bán là không có dê nuôi nữa? Không có dê nuôi nữa, nghe nào người ta kêu có bán dê không? Dê có ba con sao bán? À. Để nuôi. Để nuôi? Dạ. Để nuôi cho nó đẻ hả em? Dạ. Chứ mà bán đi là nó bán hết chứ dê, không có dê nuôi đâu nữa. Nuôi. Nếu mà sợ ba con thì bán chứ. Mà có ba con sao mà bán được, bán chắc không có dê nuôi nữa. Dê mình bán, nếu mà mình bán thì được bao nhiêu tiền một con em? Không biết, đâu có dê bán đâu. Ừ, không có dê bán cho nên không biết. Chứ lúc nuôi mà chưa có bán. À. Sáng mấy mẹ con ăn gì? Sáng nay em ăn cái gì? Sáng con ăn bắp, nướng bắp ăn, con thì ăn cơm có canh chua. Canh chua? Dạ. Nấu cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Ăn cơm bịt tối á. Ăn tối hôm qua hả? Dạ. À. Tối hôm qua nấu còn dư rồi ăn. Con giờ ăn, con ăn chưa nấu cơm à. À. Ăn cơm, cơm con thì ăn hết cơm thì nó lại. Ừ. Gia đình em đông anh em không? Sao? Em có bà chị đó, còn ai nữa không? Con có dinh cầm có ba đứa à? Ba đứa anh em à? Ba anh chị em? Dạ. Ba đứa. Chiều hôm nãy thì chị Hải hồi nãy á, nhà ở trên đó. À. Còn một người nữa ở đâu? Một đứa nhà ở dưới. Ở dưới? Ở dưới mẹ. À, ở dưới làng dạ, hả? Út hà. Út thì ở với mẹ à. Thì chị hai với em thì ở riêng à. À. Hai vợ chồng có nhà với làng không? Con có đất ở nữa, không có đất ở chung với mẹ, không có đất ở, đất nhỏ lắm. Mà kiếm đất riêng ở khác. Nhưng mà có mẹ đất hẹp lắm, một cái nhà đó cũng cái nhà. Ừ. Không có nhà với làng. Dạ. Lên đây ở trên này. Dạ. Ở làng không có nhà. Rồi cái khu vực này trên này cũng không có trồng trọt được gì luôn. Dạ. Rồi chỉ có nuôi mấy con dê rồi đi làm cà phê thôi. Dạ. Cái công việc chính của hai vợ chồng em là làm cà phê với làm tiêu hả? Dạ, đúng rồi, không có việc làm à. À. Đang tuổi ăn tuổi học á cả nhà, cho nên cũng hơi nghịch chút xíu. Bình thường mấy bé đi học á, học ở gần đây không em? Học gần nha.
Mà đi mấy bé đi học đi bộ hay là sao? Đi bộ. Đi bộ từ hả? Gần từ ở nhà à, từ ngoài là... ngoài đầu 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 sườn núi ngoài kia đúng không? Dạ dạ. À là đi bộ ra ngoài đó. Dạ. Ba anh em đi bộ đi học. Đi bộ. Rồi chừng nào học lớp lớp 6 không đi bộ không có xe, chừng đi học lớp 6 thì học bên kia. Ừ. Học bên kia thì học lớp 6 là học xa hơn. Học lớp 6 thì xa hơn. Lớp 5 thì gần đây. Không có xe đi. Không có xe đi. Là vẫn phải đi bộ. Rồi buổi sáng á mấy bé đi học. Dạ. Mấy giờ về? 10 giờ khoảng 11 giờ, 10 giờ 11 giờ về. À. 10 giờ 11 giờ về. 1 giờ chiều đi học lại. 1 giờ chiều đi học lại, lại dạ. Đi bộ đi học tiếp. Dạ. Rồi chiều học xong rồi mới về nhà. Dạ. Ngày nào cũng vậy. Cuối tuần mới được ở nhà thôi. Dạ. Tội quá. Cả nhà thấy thì các bé học sinh á miền núi á ở trên này thì đa phần là các bé đi học là đi bộ nha cả nhà. Có bé thì ở gần trường một chút, có bé thì ở xa, nhiều bé thì ở tuốt trên núi nha cả nhà, xa lắm. Từ đây mà bé đi ra ngoài đó chắc cũng phải cỡ nửa tiếng đồng hồ em ha, nửa tiếng cả tiếng á. Nửa tiếng chứ, ở nhỏ nửa tiếng, người lớn thì có nửa tiếng. Anh thấy đi cũng xa mà, cái trường nó nằm tuốt ở ngoài á. Dạ. Bé à, bé còn nhỏ thôi mà đi bộ từ đây đi ra ngoài đó xong mắc chạy xe vô trong này thì thấy cũng khá là xa đó cả nhà. À, đi bình thường á, còn ở đây thì các bé là đều đi như vậy hết. Đi riết nó cũng quen rồi em ha. Đi miết rồi quen rồi. Có khi nào mà các bé đi học về rồi kêu mẹ ơi con mỏi chân quá không? Mọi chân hồi sáng thì dặn con út thì dặn không, hồi sáng dặn trưa thì tớ tớ về nhà à. Sáng thì dặn đi học sáng. Dạ. Hai đứa nó tớ đi à. À. Tự đi vậy thôi. Dạ. Anh em tự bảo nhau đi học. Út thì quá. Sáng thì dặn đi. Ừ. Cái măng này vợ chồng em thu hoạch cái măng này á thì mình để dành mình ăn được trong bao lâu em? Biết ăn ăn miết thì ăn được có được tháng đâu, nửa tháng. Ăn nửa miết tháng hả? Cái này nhiều đây mình hái bao lâu thì được nhiều đây măng em? Lúc ướt thì hai gùi à. Hai gùi hả? Hai gùi á. Nếu mà khô rồi được nửa gùi thôi. Ừ. Măng này gia đình mình làm món gì em ha? À. Còn món này luộc luộc chấm mắm ăn à. Luộc chấm mắm ăn thôi hả? À. Mỗi lần mình đi giặt đồ là mình đi xa dữ vậy em hả? Xa chứ. Đi ra tuốt ngoài suối ngoài này giặt luôn. Dạ. Em lo giờ. Từ đó ra đi ra đây cả nửa tiếng đồng hồ. Dạ. Nó lẹ nó. Sao em không giặt ở suối này nè? Giặt ở cầu nè. Dễ trong hơn. Này luôn. Sao vậy à? À, đi ra cái chỗ thác chảy ngoài kia. Mình giặt ở đây em hả? Dạ. Bố ăn nó. Ba cha ăn nè. Ba cha ăn nè. Bố. Quần áo mặc á, mấy ngày em giặt một lần? Hai ba ngày giặt lần. Dạ. Để lo lắm giặt không nổi. À.
là bà thằng nó hôm qua anh cũng đi vào cái chỗ con suối này. Dạ. Cái lúc mà nó nước lớn á, mấy hôm nó mưa đó, anh đi vào đây anh thăm bà cụ sống ở trên núi như này này. Hồi nãy em có chia sẻ với anh đó là hai vợ chồng đi làm cà phê. À, một năm thì đi làm một lần. Vào cái mùa cà phê em hả? Dạ. Là được 9 triệu đúng không? Dạ. 9 triệu đó mình sinh hoạt trong một năm đủ không em? Không đủ. Rồi chồng em đi làm tiêu á. Cái mùa tiêu đi làm tiêu thì được bao nhiêu tiền? Ít chắc 3-4 triệu à. 3-4 triệu hả? Dạ. Xong rồi về hai vợ chồng ở nhà nuôi ngặn thôi. Dạ. Có chừng té nha con. Có chừng té xuống suối nha. Cái nhà hai vợ chồng em dựng lên đó hết bao nhiêu tiền? Cái nhà mà em ở đó. Dạ. Cái nhà em ở đó, đang ở đó, hai vợ chồng dựng cái nhà đó hết bao nhiêu tiền? Làm con người ta không à? Con có tiền làm phố, phố con người ta. Gỗ của người ta hả? Phố người ta làm lại à? Người ta cho hả? Dạ, không có cho, phố đi làm con người ta. À, đi làm công bộ củi cho người ta hả? Dạ. Chặt gỗ cho người ta. Dạ. Rồi người ta cho. Dạ. Rồi mình về mình dựng cái nhà đó. Dạ. Còn tôn là mình mua hả em hả? Mua chứ. Tôn là đó mua hết bao nhiêu tiền dựng cái nhà em? Quên rồi, mua la rồi, quên rồi. À, lâu rồi, quên rồi hả? Dạ. Nhưng mà mình trả hết chưa? Trả hết rồi. Trả hết rồi. Dạ. Rồi có khi nào mà con cái đi học mà hai vợ chồng làm cà phê với làm tiêu không đủ tiền cho con đi học thì mình phải vay mượn không em? Không, con ra mơ. Hả? Không. Không hả? Dạ. Ai mà có tiền mượn đi làm thì có, không làm thì có mượn luôn. Vậy là tiền đâu đóng học cho con nếu mà không đủ? Thì mượn tiền thuê cô đỡ. Chứ nào có tiền thì trả thuê cô lại. Rồi mấy đứa nhảy xuống tắm luôn. Mỗi lần mà em đi giặt đồ đi rất là xa luôn cả nhà. Đi từ nhà đi ra ngoài suối. Con suối đó thì Su Mắc cũng đã đi mấy hôm trước. Khi mà ở trên này mưa cả nhà, nước nó ngập lắm. Xe bị xa lầy ở con suối luôn. Thì em đi ra cái suối đó, nó rất là xa luôn. Cả nửa tiếng đồng hồ mới tới. Để giặt đồ. Bây giờ giặt xong thì đang phơi. Cả nhà thân thương, đây là cái vách, cái mái nhà của hai vợ chồng em ở phía đằng sau. Hồi nãy Xuân Mắt có nói đó, là cái mép tôn ở đây này. Khi mà hai vợ chồng em dựng nhà thì cái mép tôn nó rất là ngắn. Và ở ngay khúc này, nó chống cái chỗ này nè cả nhà. Cho nên là nó tạt vô. Nhà này á, hai vợ chồng em dựng thì đi làm gỗ cho người ta đó cả nhà. Đi làm gỗ thì họ cho gỗ về dựng nhà. Còn tôn thì hai vợ chồng em đi làm cà phê mua dựng cái mái nhà này cả nhà. Cái này thì thêm miếng gỗ nữa. Thêm miếng gỗ nữa lên đó, là nó che kín được, là nó đỡ tạt vào nhà. Chắc là hết gỗ cả nhà. Cái bếp cũng nhỏ xíu luôn, như cái nhà luôn cả. Vừa cái chỗ em ngồi thôi.
Bây giờ nấu cơm em hả? Nhà 5 người thì mình nấu bao nhiêu lon gạo? Nhà thì ăn hết 3 người thì nấu 4 lon gạo. 4 lon gạo. Dạ. Ăn đủ, nên là 3 lon gạo thì ăn không đủ. 3 lon gạo ăn không đủ. Dạ. Rồi nhà còn gạo nhiều không em? Gạo ít nè. Có cá không? Có tiền thì mua cá, không có tiền thì ăn cơm cùng không chứ. Có tiền thì mua cá, không có tiền thì ăn cơm không. Dạ. Dưới suối nó có cá không em? Có. Dưới suối có cá hả? Có. Nhưng mà mình có bắt được thường xuyên không? Không bắt được à. Thả lưới không vô à. Thả lưới nó không vô hả? Dạ. Xuống ở hồ kia, xuống hồ dưới. Có. À. Từ đây đi ra hồ bắt cá xa không? Xa. Xa lắm hả? Dạ. Đi xe không xa, đi bộ thì xa. Đi xe thì không xa, dạ. Đi bộ thì xa lắm. Chồng em hả? Dạ. À, chồng em tên gì ta? Em Lê Văn. Văn hả? Dạ. Chào anh nha. À, chào em chứ. Nhỏ tuổi hơn sao mắt luôn cả nhà. Em đi chặt lá cây về cho ngặn anh. Sáng giờ là được bó đó em hả? Mấy con dê khi mà thấy em mang lá về đó là chạy xuống dưới này nè cả nhà. Bây giờ phải để ở trên cao dê mới ăn nha. Đó, em để ở trên này nè. Nó cao vậy thì dê mới ăn. Để xuống đất. Để xuống đất là dê không ăn em hả? Mấy con dê dễ thương quá cả nhà. Đang ăn lá rất là ngon lành luôn. Một bụi lá như thế này dê ăn được mấy ngày em? Một ngày nó ăn hết. Một ngày ăn hết nhiêu đây luôn? Dạ. Vậy là ngày nào mình cũng phải đi lấy lá cho dê? Dạ. Nó ăn hết. Chứ mà mình lấy 2 ngày là cái lá nó héo dê đâu ăn hả? Có chứ, nó ăn thì ăn no rồi xong rồi lát nữa nó ăn tiếp. À. Nó nhìn lên đó. Ba giờ sáng đi tới giờ luôn. Tính ra mà em đi như vậy là đi lên núi xa lắm mới hái được lá cho ngạn anh hả? Em tên gì em giới thiệu lại giùm anh cái được không? Trầm Leo Quán. Trầm Leo Quán đó. Quán. À, em Quán. Sáng giờ em đi rồi em mang theo cái gùi. Dạ, đây là cái gùi của em hả? Dạ, gùi ổi, hái ổi ăn. Hái ổi hả? Dạ. Ổi này trên núi em hả? Dạ, trên núi kia. À, mang theo chai nước uống. Dạ. Ổi với đi hái lá cho ngạnh thôi. Dạ. Rồi hằng ngày á, anh thấy cái công việc của vợ chồng em á là nuôi dê. Dạ, nuôi dê ở làng này. Ờ. Ngoài nuôi dê ra thì mình đi làm cà phê. Dạ. Với đi làm tiêu. Hái tiêu. Em là em đi hái tiêu đúng không? Dạ. Hái tiêu ở đâu em? Ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng luôn. Dạ. Qua Tết mới hái tiêu. Qua Tết mới đi hái tiêu. Ừ, tiêu có trái. Ừ. Và mùa tiêu mình mới đi hái tiêu đúng không? Dạ. Mình một lần em đi hái như vậy thì được bao nhiêu ngày? Làm tháng. Làm tháng? Dạ. Được bao nhiêu tháng? Tầm cứ 2 tháng này đó, 2 tháng ông chủ đó ta 1 tháng 5 triệu rưỡi. 1 tháng 5 triệu rưỡi. Dạ. 2 tháng là được 10 triệu hả? Dạ. 11 triệu. Dạ. Rồi cái mùa cà phê hai vợ chồng em đi hái cà phê nữa. Đi hái khoán. Hái khoán. Dạ.
hai khoán là một cái rẫy cà phê của người ta hái hết đúng không? Dạ, là người ta khoán cho bao nhiêu tiền hả? Dạ, hai khoán người ta nói thì mà cà phê nặng hai nặng ba đó, mình hái có nửa tháng chỗ đưa tiền thì hái nửa tháng. Nửa tháng xong vườn đó thì mình đi về. Để đi về. Mình không có nhân vườn người ta nữa. À. Đi về quê nhà này. Về nhà đây. Là cà phê hai vợ chồng em đi làm khoán như vậy thì đợt vừa rồi là được bao nhiêu tiền? Có 10 triệu, 15 triệu đó, 15 triệu, 16 triệu đó. À. Nó cũng tùy theo ha, tùy theo đợt ha. Dạ. Chứ nó không cố định đúng không? Đó có làm hái được được chữ đừng tháng đâu, có 16 17 ngày xong hết cà rồi thật, xong cà phê rồi thì rồi về nhà thôi. Dạ, về nhà thôi. Ông chủ bio làm nữa thì mình làm tới tết mình về. Có kêu nữa thì làm. Kêu nữa thì. Còn không thì về đây là nuôi dê. Dạ, nuôi dê. Là cái công việc hàng ngày của vợ chồng em năm này qua năm kia là như vậy thôi đúng không? Dạ dạ. Chứ ở trên này mình cũng đâu trồng trọt được gì đúng không? Dạ không. Đó có vườn, đó có đi rễ, đó có đất đó mà. Không có đất ở trên rẫy để làm hả? Dạ không. Nuôi dê để ở nhà không? À. Ở cái trên cái khu vực đất của mình ở đây thôi. Dạ. Là nuôi con thôi. Như còn đi học. Hôm nay anh tới anh thăm vợ chồng em á. Dạ. Thì cũng tìm hiểu và biết được vợ chồng em hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Rồi cũng đi làm nhưng mà không có đủ trang trải cuộc sống. Dạ. Ở trong làng á, khi mà anh đi lên trên núi trên này nè thì anh đi qua làng. Dạ. Anh hỏi thăm bà con ở trong làng á. Thì bà con trong làng chia sẻ cái hoàn cảnh của vợ chồng em. Dạ. Thì anh tìm lên trên này, bà con người ta dẫn lên trên này. Dạ. Anh hôm nay anh tới anh thăm gia đình đó là anh mang theo một cái phần quà của Mạnh Thường Quân. Dạ. Gửi có gạo này. Dạ. Có cá này. Rồi có mì gói. Dạ. Có nước tương, có dầu ăn. Dạ. Có muối. Có bột ngọt nữa. Hồi nào giờ hai vợ chồng em ở trên này á, có ai lên đây tặng quà cho gia đình không? Năm trước có. Năm trước có hả? Dạ. Thế ông đi ngang qua giống như anh này nè, nó về nhà đó, nó tặng cá này, tặng dầu chiên đó. À là có tặng rồi. Dạ. Nhưng mà năm trước đúng không? Dạ, lâu rồi. Lâu rồi ha. Ít người lên trên này tặng quà lắm em hả? Dạ, ít lắm. Rồi còn ngoài cái lần đó ra còn lần nào nữa không? Không. Không hả? Một đợt đó thôi. Một đợt đó, với đợt này anh tới nó là hai lần hả? Dạ, hai lần. À. Tội quá cả nhà, hai vợ chồng trẻ dắt nhau lên trên cái vùng núi này để ở. Không có nhà ở dưới làng, dựng nhà ở đây để ở. Anh thấy ở đằng sau cái nhà của em á, dạ. Nó hở một cái, ở trong cái mép tôn á, ừ. Nó hở một cái khoảng trống. Dạ. Sao mình không kiếm cái cây gỗ mình bít cái khoảng trống lại cho nó khỏi tạt vô nhà em? Dạ, đâu có kiếm đâu. Không có gỗ hả? Dạ. Ở trên núi thì xa lắm, kinh lầm đi miết. À, không có thời gian đi chặt hả? Dạ. Cái nhà đó là em đi em làm gỗ cho họ là họ cho hả? Dạ, phụ cho người ta. Phụ cho người ta? Dạ, phụ cho người ta làm cho mình thì mình có nhà ở, mình ở đỡ ở nhà đó. Ừ. Là hai vợ chồng ở tới giờ luôn. Dạ. Cơm chín rồi. Có canh thì mới nấu. Không có canh thì ăn với mắm hả? Nhà còn mắm không em? Còn nữa, chút xíu mắm lên. À còn có chút xíu vậy thôi hả?
Cơm thơm quá. Sắp chín rồi em ha. Sắp chín rồi. Rồi bây giờ anh gửi cái phần quà cho gia đình nha. Thì hôm nay anh tới nè, anh gửi cho gia đình một cái phần quà của Mạnh Thường Quân. Em ngồi quay đây với anh nha. Con ngồi quay đây. Đó đúng rồi. Một phần quà của gia đình mình hôm nay là 2 thùng mì. 2 chai nước tương. Ôi giời. Đây. 2 chai nước tương ha. 2 thùng mì nè. 2 chai nước tương nè. Một bịch cá cơm khô 1 ký cho con trai cầm đi. Đó. Rồi, ngoài ra thì anh gửi cho gia đình 1 ký cá ngân khô nữa cho anh trai cầm. Đâu rồi, bịt cá con đâu? Cầm cá. Không cầm đúng không? Không cầm chú lấy về nha. Không chịu. Rồi, 2 chai dầu ăn nha. Rồi. 2 bịch bột ngọt. Anh để đây nha. Ba bịch muối. Để lên trên này luôn. Được chưa? Rồi. 1 bao gạo 10 ký. Dạ. Đây, bao gạo 10 ký. Đó. Cho em giữ để nấu cơm. Rồi. Đây là một cái phần quà anh gửi cho gia đình mình. À, phần quà này của Mạnh Thường Quân gửi nha. Em gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm anh nha. Dạ, em cảm ơn mấy Mạnh Thường Quân. Anh Thường Quân thì gửi cho gia đình em phần quà. Gia đình món quà thì em cũng mừng lắm rồi. Em vui không? Em, dạ em vui. À, lần trước cách đây 1 năm rồi, dạ, em cũng nhận được một phần quà. Dạ, phần quà. Ngoài ra thì lần này là lần thứ 2. Dạ. Là anh ghé anh tặng cho em một phần quà. Dạ. Lần trước là của người khác nha cả nhà. Thì từ đó tới giờ là mình không có ai tặng quà cho mình, gia đình mình nữa em ha. Dạ. Ừ, thì hôm nay anh tặng cho em một cái phần quà như vậy này. Để gia đình mình có thêm đồ ăn. Dạ. Cho các cháu ăn. Mình có cá khô. Dạ. Chắc cũng lâu rồi gia đình không ăn cá khô ha. Dạ. Con vui không? Ừ. Con thích ăn cá không? Thích hả? Con vui không con? Vui hả? Bé rất dễ thương luôn cả nhà. Rồi, cả nhà thân thương, phần quà ngày hôm nay Xuân Bắc gửi đến gia đình, đó là phần quà của chị Hoa Đỗ cùng các anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Cái giỏ đâu rồi ta? Giỏ đâu có tiêu rồi? Giỏ trong nhà. À, giỏ trong nhà. Em lấy giùm anh cái con vô con lấy giùm chú cái giỏ ở đằng sau cái võng. Vô lấy giùm chú cái giỏ nha. Cho chú đúng không? Ừ. Ừ đúng rồi, lấy ra đây cho chú. Cho ba lô, ba lô. Rồi. Cái phần quà ngày hôm nay thì Xuân Bắc xin phép cô chú anh chị Mạnh Thường Quân được trích cái số tiền
của chị Hoa Đỗ cùng các anh chị chung tay, đó là anh Vũ Nhật Bảo Quang Đạo, chị Nhung Vũ, chị Ngọc Đỗ, chị Hoa Đỗ và anh Trung Lý. Số mắc trích cái số tiền của các anh chị gửi cho kênh để mua cái phần quà này gửi tới gia đình. Thay mặt gia đình thì số mắc cũng gửi lời cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà cho bà con khó khăn miền núi. Cảm ơn những cái sự yêu thương của cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Không biết nói gì hơn thì Xuân Bắc xin phép đại diện gia đình chúc sức khỏe đến các anh chị, cô chú Mạnh Thường Quân, tới sức khỏe, tới khán giả. Còn bây giờ thì cả nhà mình chào khán giả đang theo dõi của bạn nhỏ. Chào với anh một cái nha. Tạm biệt chứ đó. Con chào khán giả của chú nha. Chào khán giả. Dạ thì thị, dạ con về nha con. Chị S Niu ạ. Rồi ôm quà ôm chắc quá không chịu chào. Ôm cư khư luôn cả nhà. Rồi thôi anh chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe. Dạ. Hai em cố gắng công việc để mà nuôi con nha. Dạ. Rồi gia đình mình mang quà vô nhà nha. Dạ ok nè. Rồi hai con xách quà vô nhà. Gia đình này có mấy nhóc nhỏ để cho mấy nhóc nhỏ xách cho vui cả nha. Cái này thì để cho chồng em xách đi, nó hơi nặng. Rồi con qua nè, ra xách vô nè. Xách nhanh không chú lấy về giờ. Xách lẹ lẹ. Có xách không? Nhanh nhanh. Anh rối luôn, anh rối. Anh áo vàng anh rối luôn.